Hai trong số 9 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Trịnh Xuân Thanh là luật sư Nguyễn Thị Quyền Trang và Lê Thị Bích Chi thuộc công ty luật Viên An đã nộp đơn xin rút lui, không bảo vệ cho bị cáo này trong vụ án và phiên tòa sắp tới. Theo thông báo, vào ngày 5 tháng 1, dưới sự giám sát của cơ quan an ninh điều tra, các luật sư đã làm việc với ông Trịnh Xuân Thanh tại trại giam B14. Tại đây, các luật sư đã nói rõ ý định xin rút lui, không bào chữa cho ông Thanh. Hai luật sư cho biết việc xin rút lui là do không đủ thời gian thu thập và nghiên cứu hồ sơ tài liệu, nên không đảm bảo để bảo vệ tốt nhất cho ông Trịnh Xuân Thanh. Theo kế hoạch, đầu tuần tới vào ngày 8 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa vụ án kinh tế tham nhũng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam PVC trực thuộc PVN ra xét xử.